Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người cách mà nhà mình bảo quản hành nha. Hôm bữa là mình được cho nhiều hành cho nên mình mới bảo quản, chứ bình thường nếu mà mọi người đi chợ một tuần á thì có hành đủ ăn cho một tuần, không cần bảo quản đâu mọi người ơi. Cách đầu tiên thì mình bảo quản được khoảng một tuần, cách thứ hai thì mình bảo quản được rất là lâu nhưng mà ăn nó không có ngon bằng hành tươi đâu nha mọi người. Cách ba là tốt nhất đó mọi người. Bây giờ mình gọt hành rồi mình sẽ rửa sạch đó, mình rửa sạch vài nước, hai ba nước cho nó sạch đó, xong rồi mình để ráo nha mọi người đó. Mình để ráo một xíu khoảng nửa tiếng thì bây giờ thì hành nó cũng đã ráo nước rồi, thì mình lấy một ít thì mình sẽ bỏ trong hộp rồi cất vào ngăn mát tủ lạnh đó mọi người. Mình cũng không cần gói giấy đâu mọi người. Mỗi lần mình ăn mình lấy ra mình ăn, mình thấy có nước đọng thì mình đổ cái phần nước đó đi rồi cất tiếp vào ngăn mát tủ lạnh. Còn phần hành này mình sẽ cắt nhỏ ra để dành cho niêm canh nè, hoặc là xào cho những món xào kho cũng được. Mình cắt gì thì nó tiện, mỗi lần mình ăn thì mình lấy ra ăn thôi. Cắt xong thì mình sẽ cho vào bịch rồi dàn mỏng nó ra để lúc đông lại thì lấy cho nó dễ đó mọi người. Giống như vậy nè mọi người, dẹp như vậy nè. Mình sẽ để vào ngăn đông tủ lạnh nha mọi người, ngăn đá đó. Còn phần này mình lấy được hai cái khúc hành, cái gốc đó, nó có rễ đó, mình sẽ đi trồng. Cách này thì sẽ bền lắm đó mọi người, trồng chừng 2-3 ngày là nó lên lá xanh ha. Và mình tưới nước cho nó. Hành rất là dễ trồng và ăn cũng rất bền. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau nha. Cây hành của mình sau 2 ngày nè mọi người ơi.